Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường Citizen Saban. Chiếc này là khung gỗ đẹp xuất sắc. Chiều cao của chiếc này là 31,5 cm, còn chiều ngang là 33,5 cm. Cái này là mặt kính, số giờ là số học trò, số nổi rất dễ nhìn giờ nha các bác. Cái này rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Chiếc này gỗ nó có vân luôn, toàn bộ là zin nguyên bản nha các bác. Đồng hồ thì mỗi chiếc màu vẽ khác nhau. Đồng hồ hay để treo tường trên gà trang trí đều to, tất cả đều đẹp hết. Đây là mắt in hai da băng nằm dưới số 6, số nổi luôn. Chiếc này sử dụng một viên pin tiểu 2A, rất dễ sử dụng và tiện. Bác nào thích thì cứ alo trực tiếp em và kết bạn Zalo qua số điện thoại 0918120267. Em xin kết thúc video, chào tất cả các bác.